Dạ bên bên em mưa to quá, em nghe rõ. Thầy có thể nhắc lại được không ạ? Rồi vậy cứ cho em ra khỏi lớp luôn, khỏi học thôi ha. Tên gì đây? Dạ Hoàng Văn Quốc. Mưa to quá rồi học để làm gì, đi ngủ đi ha. Bắt đầu mỗi người mở mic của mình, nói lên khẳng định với tôi. Tôi tên Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai giác quan như bình người bình thường. Bắt đầu. Đó là lý do mà giảng viên LMTH, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, dùng để đuổi nam sinh viên ra khỏi lớp học online vì nghe không rõ. Ngoài ra, giảng viên này còn có những phát ngôn khiến sinh viên bức xúc. Trước vụ việc trên, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giảng viên LMTH đã nhận sai, gửi lời xin lỗi đến sinh viên. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip giảng viên đuổi sinh viên ra khỏi lớp học online và có những phát ngôn khiến sinh viên bức xúc. Ngay sau khi được đăng tải, clip này đã được chia sẻ rộng rãi và gặp nhiều phản ứng trái chiều. Buộc nhà trường phải yêu cầu các phòng ban trao đổi với giảng viên liên quan để làm rõ vụ việc. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 9, phía trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức lên tiếng và cho biết, giảng viên LMTH, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, là người đã đuổi sinh viên khỏi lớp trực tuyến vì bạn này, nhờ thầy giảng lại, đã gửi lời xin lỗi sinh viên. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại buổi học trực tuyến tại khoa điện tử của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo như đoạn clip này. Trong đó có một sinh viên vì trời mưa to không nghe rõ đã nhờ giảng viên nhắc lại nhưng vị giảng viên đã nổi giận và đuổi ra khỏi lớp. Đồng thời, clip cũng cho thấy giảng viên có những lời lẽ thiếu chuẩn mực và hành xử thiếu tôn trọng với sinh viên trong lớp. Ngay khi xuất hiện trên mạng, clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Đa phần bày tỏ sự bất bình trước cách hành xử của giảng viên. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đó đã cho rằng clip bị cắt cúp nên không phản ánh đầy đủ bối cảnh sự việc. Tuy nhiên, các sinh viên đã phản đối ý kiến này. Về vụ việc, sau đó phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức lên tiếng và cho biết, giảng viên liên quan đã gửi lời xin lỗi sinh viên. Cụ thể, theo thông báo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thì sáng ngày 19 tháng 9, Phòng Thanh tra Giáo dục nhà trường đã tổ chức gặp gỡ giữa phòng khoa điện tử với sinh viên lớp và ghi nhận thông tin, lắng nghe ý kiến, tâm tư của các sinh viên. Tiếp đến giảng viên đã gặp gỡ lớp, lắng nghe những đóng góp, chia sẻ của sinh viên. Từ đó giảng viên thừa nhận sai sót về việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp và phương pháp khá cứng rắn trong lớp học. Giảng viên đã xin lỗi về việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp đến sinh viên và những người xem clip ngắn trên và hứa sử dụng phương pháp mềm dẻo hơn trong việc giảng dạy môn học. Giảng viên cũng bày tỏ sự đáng tiếc vì sự việc này đã gây ảnh hưởng đến mọi người. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên lớp cũng có nhiều chia sẻ cùng giảng viên về việc cố gắng gìn giữ tâm huyết và hứa tập trung hơn trong giờ học. Phòng Thanh tra Giáo dục sẽ chuyển những đóng góp trong các buổi họp đến lãnh đạo nhà trường để có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến. Cũng theo thông báo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trường và các bộ phận liên quan sẽ có buổi họp về vụ việc này vào ngày 20 tháng 9 năm 2021 và sẽ có thông tin chính thức. Trước đó, được biết ngày 18 tháng 9, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách nhà trường đã có buổi làm việc với giảng viên LMTH để nghe giải trình và nắm thông tin vụ việc.